nhận. Vô. Ở đây không có công bằng. Ở đây cũng không có chính nghĩa. Ở đây chỉ có người dựng chuyện. Và đây là Story Salon. Người dựng chuyện. Và để dựng nên một câu chuyện mà nó xà lơ, mà nó hấp vẫn, mà nó hay, nó nghe người ta tin được, thì chúng ta cần phải có những cái miệng khác nữa, chứ không chỉ hai cái miệng này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đôi môi vàng trong làng nhạc chế. Gì gì? Trời ơi, Di xinh xỉu. Phải không? Ờ. Ước có cái đầu cam giống vậy. Vino quá, vì thích á, nhớ Tết, thèm Tết. Hả? Tiếp theo một người anh song sinh của Tạ Công Bằng. Ồ, phải không? Ờ, da là hú hồn luôn. Hú hồn. Xỉu nha. Chú Hoài Bảo. Ơi. Lúc. Ơi. À. Không có sang, tự nhiên là ra cái quét, không có sang. Tổng công ty vệ sinh môi trường em. Có lẽ là không sao luôn, có lẽ là dẹp cái chỗ luôn. Không, cái này là... Đâu? Theo cái concept nông vân. Concept nông dân là chất lượng là phải quét lá. Không, nông vân. À. Nông vân à. Ờ, nông vân. Ở đây là nông vân à. Đúng rồi, nông vân. Nông vân là hip hop hả? Nông vân Mỹ hả? Nông vân kiểu BB boy. Bây giờ cho khách mời giới thiệu. Ok, mời chị Gigi. Chào tất cả mọi người, xin chào hai MC. Mình là Gigi, hiện tại mình đang là một nhà sáng tạo nội dung cũng như là ca nhạc sĩ. Rồi, mọi người, anh song sinh của tôi. Rồi, xin chào tất cả mọi người, mình là Chu Hoài Bảo. Hiện tại bây giờ mình đang là diễn viên tự do, cũng giống như mình đang là một content creator. Chào mừng hai khách mời và hai host của chúng ta đã đến với chương trình Story Seller. Thử thách của chương trình đưa ra là các team phải tìm ra được tên câu chuyện và thân phận của NPC ngày hôm nay để giúp NPC lấy lại được ký ức và quay về với thế giới của mình. Các bạn sẽ được chia thành hai team và cùng nhau vượt qua hai vòng game để lấy manh mối từ mỗi vòng. Sau đó, vẽ nên bìa chuyện từ manh mối để thức tỉnh ký ức của NPC và giành chiến thắng chung cuộc. Team thua cuộc sẽ bị hiến tế linh hồn cho năng lượng hỗn mang của vũ trụ để giúp NPC có đủ năng lượng và quay về với thế giới của mình. Tiếp theo sẽ đến với phần team up. Xin mời hai khách mời tiến lên phía trước. Ủa là bữa nay là chọn team mà làm kiểu nữa hả? Rồi. Kiểu mới hả? Chọn hai khách mời sẽ được quyền quyết định đến từ hai host và sự lựa chọn của hai host. Xin được phép bắt đầu, hai khách mời sẽ phép được nhắm mắt lại. Được chọn lựa một người nữa. Hồi hộp như trời. Anh ơi, em muốn đi đóng MV. Em muốn đi đóng MV. Em 1 triệu view thì về đây, em 1 triệu view nhưng về đây. Nhưng mà em muốn đi nghe chuyện mà. Tại stream của tôi tới 4,000 người coi lận. Ui. Hết hôn anh ơi, chia tay. Có thể là quên cách mở mắt luôn á. Cái này gọi là bất bình đẳng giới. Thực ra mình nghĩ điều đó cũng đơn giản và dễ hiểu thôi. Tại vì đẹp thì người ta thường chọn rồi mọi người. Em yêu cầu là anh nói thẳng luôn. Tụi em muốn đắp em. Sao tụi em vật chất quá vậy? Không, ý là cái thôi, kiểu mà nói chứ hai người ảnh tù xì đi. Ảnh gì má? BD quyết định sao? Ok, BD quyết định là sẽ cho hai khách mời subsidy để chọn khách mời. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, đấy thắng rồi. Hay quá chị ơi. Em được chọn hả? Rồi. Đúng rồi. Ý là nếu như mà em có chọn ai thì cũng đừng buồn em nhá. Em nhắm mắt lại chọn nhá. Không ơi, không hoa hậu quá, cái chương trình này hoa hậu quá vậy. Quá hoa hậu. Vậy Di đưa chỗ cho ai là người đó là của người đó đi. Ok, vậy hả? Hay quá. Tôi cũng muốn được chọn. Xin mời mọi người nhắm mắt lại ạ. Tôi cũng muốn được chọn. Tại sao anh lại muốn yêu em đến già? Sau này lựa anh mất trí, anh có còn yêu? Lý do gì để mình? Viễn. What the f***? Đặc biệt nha, hai bé. Ê con. Ê con lấy bằng thua luôn. MV tiếp theo tôi là 59. Ủa em nói. Chị ơi. Em thương anh lắm á. Em không muốn anh. Nhưng mà tại sao em vẫn muốn làm em 59 nghe MV? Được luôn, được. Em làm 10 năm 9 cũng được. Hứa nha trời, tối giờ nó nhắn tin liền đó. Ok, chắc là mình vô game 1 luôn nha mọi người ơi. Và một thành viên không thể nào thiếu đến từ Story Seller à, đó chính là NPC. Xin giới thiệu NPC của chương trình. Cô gái Hà Lan hả? Má này dắt sữa viết ốm vậy hả? Má này cô gái Hà Lan gì với cô gái Hà Lan. Tôi làm im lặng tới cuối chương trình luôn. Game 1 nha, đi nha. Hai đội sẽ có 5 phút quan sát và ghi nhớ toàn bộ chi tiết của bức tranh mà chương trình cung cấp. Chương trình sẽ đặt câu hỏi liên quan đến nội dung của bức tranh và hai đội sẽ giành quyền trả lời. Đội nào trả lời được nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Các đội có quyền đặt ngôi sao hy vọng trước khi chương trình đặt câu hỏi.
và trả lời đúng sẽ được nhận 3 điểm từ ngôi sao hy vọng. Game 1 của chúng ta bắt đầu. Bây giờ mỗi đội sẽ có 5 phút để xem tranh. Và sau 5 phút mình sẽ có thêm 3 phút để thảo luận nữa. 5 phút cùng mọi người. Bắt đầu. Ok. Ê, chặt tót thì bị nhiều. Tôi là tót nha. Nhức đầu quá ta. Nhìn gì mà em hỏi là mình bao nhiêu phút đây, 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 em bên này cho. Ok. Mình cũng chia cho học cho đi. Chia đi. Em có đây. Chiến lược chỉ dành cho những cái cuộc chiến lớn thôi, ba cái trận chiến nhỏ nè. Cương ơi, nhúng quá rồi đó. Cương nhúng hay là gớt cái tấm chanh luôn á. Cái sức nặng của Cương. Đó là hướng ra mà nói chuyện với Bảo. Nói chuyện Bảo để cho Bảo bị phân tâm. Anh nhìn bên kia nha. Này góc em nha. Trời ơi, trí nhớ em có hạn lắm mọi người. Chung có trí nhớ ai vô hạn hết, ai cũng có hạn hết. Bà này mới tính nâng cấp cái lồng đèn. Nó là bao nhiêu cái bao lì xì, chị đếm đi. Chị đếm nãy giờ rồi em, yên tâm. Rồi bao nhiêu trái quýt nữa nè. Đếm giùm em đi. Còn 1 phút 30 giây ạ. Ông này mới ở tù ra hay sao mà ông mặc áo sọc. Ờ cái này là pyjama của miền Tây của người ta. Ủa tại sao có chiếc AB nằm nó phải dán ở đây. AB là cái này nè. Tên công ty này nè. Công ty này nè. Trời ơi, truyền thông mọi nơi luôn hả đó. Cái này là bó râu hay là cái mẫn cầu vậy? Sầu riêng. Sầu riêng mà chị bắn cầu cái gì vậy? Dễ như chùm lông à. Làm gì em nhỉ anh? Má nó phá, má nó phá. Ai hả? 15 giây. Ê. Nhọc đó. Tao lười quá, tao quýnh nè. 10 9 thôi rồi mọi người nhìn gì nữa? Được rồi đó. 6 đủ rồi. 5 4 3 Thăm rồi. 2 1 Hết giờ. Anh tin em bên này á. Chào mọi người đến với game 1. Và mọi người đã nghe được brief của chương trình rồi. Mọi người đã rõ luật chơi chưa? Rồi. Rồi tiến vào câu hỏi đầu tiên. Mọi người sẵn sàng rồi đúng không? Ô to nè, sẵn sàng. Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên. Kể tên các chữ cái được viết lên giấy đỏ trên trái dưa hấu. Đề ăn một miếng thơm, một miếng xoài. Bánh tét. Mời bánh tét. Phúc lộc thọ với AB. Đáp án chính là Phúc lộc thọ AB. Đáp án chính xác. Yeah. Mình làm bánh chưng đúng không? Anh chỉ ăn thôi, anh ăn thôi. Ok. Câu hỏi thứ hai. Tại sạp bán lồng đèn, ngoài lồng đèn còn bán vật phẩm nào? Hết. Đề bài. Ăn một miếng thơm, một miếng xoài, một miếng cầu. Bánh chưng. Tết trước rồi. Tết chứ mà. Mà ăn đủ không? Đủ. Mời đợi bánh chưng. Mời bánh chưng khó hiểu chứ. Dạ. Bao lì xì với lại cái tôm pháo bông. Bao lì xì với pháo hoa. Và đáp án cuối cùng là bao lì xì pháo hoa. Đáp án chưa chính xác. Ê, cho lại được không? Bao lì xì pháo hoa. Thêm nữa cho lại đi, 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 cho lại đi. Theo luật của chương trình là sau khi chốt đáp án là sẽ không được trả lời, cái này sẽ phụ thuộc vào đội đối thủ. Ê, cho nhường cái có thể là nhường đúng không á? Ê, có thể. Sao xin vô vậy? Thật sự bên này cũng không có nắm chắc cho nên. Dạ. Khoan, cái câu hỏi là ngoài lồng đèn đúng không? Tại sao bán lồng đèn, ngoài lồng đèn còn bán các vật phẩm nào nữa? Rồi, bán bao lì xì, pháo hoa với bánh chưng. Chính xác. Ủa? Chỗ này quá khích rồi. Quá khích rồi. Anh quên cái đoạn đó là của anh chứ không phải của em đâu, anh trả lời. Câu số 3, mọi người tập trung lắng nghe câu hỏi nè. Có bao nhiêu đứa nhỏ đang mua kem? Đề bài ăn. Một miếng thơm, miếng xài, thêm miếng thơm nữa. Thơm xài. Bánh tét. Chanh chanh. Bánh tét trước rồi. Bánh tét. Xin mời bánh tét. 3 đứa nhỏ. Và đáp án cuối cùng là 3. Chính xác. Sai. Đáp án sai rồi. Có một đứa nhỏ nữa quay lưng nhìn ba đứa nhỏ nữa là sắp mua rồi, thành 4 người. 4 người mới đúng. Sai rồi, đứa nhỏ nó sắp mua rồi. Đúng không? Trong bức tranh đó là chúng ta không cần cãi nhau bởi vì đáp án chúng ta là đáp án được ghi trên giấy trắng một đen. 4 mới đúng. 4 coi tranh lại đi ba tổ chức ơi. Rồi, đáp án cuối cùng của chương trình là có bao nhiêu đứa nhỏ đang mua kem? 3 đứa nhỏ. Sai, đáp án nó sai rồi. Có một đứa nhỏ nữa quay lưng nhìn ba đứa nhỏ nữa là sắp mua rồi, thành 4 người.
bốn người mới đúng. Chúng ta không cần cãi nhau bởi vì đáp án chúng ta là đáp án được ghi trên giấy trắng mực đen. Bốn mới đúng. Rồi, đáp án cuối cùng của chương trình là ba đứa nhỏ xin chúc mừng đội bánh tét. Câu hỏi tiếp theo, bạn nhỏ mua được kem đang ăn bao nhiêu vị? Đề bài chương trình là không ăn xoài ăn mắng cầu ăn thơm. Không ăn xoài ăn mắng cầu ăn thơm. Bánh chưng. Bánh chưng. Mời đội bánh chưng. Đó lại câu hỏi. Ủa, cậu bé hay là cô bé? Bạn nhỏ mua được kem ăn được bao nhiêu vị? Chắc có 7-8 vị gì đấy. No. 10 vị là không biết gì chứ. Thế là trở lại là sao? Trả lời đi, trả lời đi. Trả lời đi nào. 1 vị. Thích cách mà họ vành trả lời và họ bí. Vị đúng không? Là cái ở trên kem đúng không? Vị là vị cục kem chứ ở trên kem là còn gì nữa chứ. Lại thôi. Chốt một thôi. Và đáp án cuối cùng chưa chính xác. Xin mời đội bánh tét. 4 vị. Chốt chưa? Chốt rồi. Chốt. Đáp án cuối cùng của đội bánh tét là 4 vị. Đáp án chính xác. Không còn ngôi sao. Tăng 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 tăng. Đây là một câu hỏi khá dễ. Sạp nằm giữa hai sạp bán trái cây bán gì? Sạp nằm giữa hai sạp gì? Sạp gì? Đề bài. Một miếng xoài, miếng cọng, miếng thơm. Một miếng bánh tưng. What? Ủa bánh tét chứ, đưa nó lộn bánh tét. Bánh tét. Xin mời đợi bánh chừng. Coi nó bánh tét lại rồi. Ai khỏi cơ. Coi nó lại bánh tét rồi. Lộn là lộn sao? Lộn rồi, không được rồi. Nhưng nó bánh tét lại mà. Đúng. Xin mời đợi bánh tét. Cho cấu hết rồi. Hồi nãy thấy đội bánh tét rất là hào hứng. Đáp án là hai sạp đó nằm kề nhau nên không có sạp nằm giữa. Và đáp án cuối cùng của mình là không có sạp nằm giữa. Đáp án chưa chính xác. Không có hình dung được cái khúc đó bán cái gì luôn á. Có thể là nó bán mất tiêu cái sạp đó luôn. Khoan nha. Bây giờ nè, hai sạp bán trái cây nó nằm ở góc bên này nè. Sạp này là nó bán cái mảng cầu, cái sầu riêng em nói đúng không? Còn sạp bên này bán dưa hấu, là cái ở giữa là nó bán cái gì nè. Nó bán cái gì đồ ăn á. À, bánh tét, bánh chân. Chốt. Đáp án cuối cùng là bánh tét, bánh chân. Sai. Đáp án cuối cùng là sai rồi. Đáp án chính xác. Trời ơi em ơi, không để nào. Em không để nào. Còn nhớ cái màu nó màu gì luôn á, chuẩn bị ra câu hỏi đó nè đúng không? Cái sạp đó bánh. Hai vợ chồng mua dưa đang mua bao nhiêu trái? Đề bài. Một miếng thơm, miếng thầy, miếng mặn cầu. Miếng thơm, miếng thầy, miếng mặn cầu. Bánh tét. Chưa chưa. Rồi. Xin mời bánh tét. Mà mình không biết á. À, đáp án của bánh tét là 3 trái. Và đáp án chưa chính xác. Đang mua. Nó có cầm bịch không? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết vò rồi. Hai chốt hai. Theo suy luận của đội mình là 2. Ai mà chân số tử, số 4. Ai mà chân số 3. Chúc mừng đội bánh chưng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Quá thích rồi đó. Bị over á bé. Câu này chúng ta sẽ dùng ngôi sao hy vọng. Ủa? Hy vọng được 3 điểm luôn. Mỗi đội chơi sẽ có một ngôi sao hy vọng. Khi hai đội chơi cùng đặt ngôi sao hy vọng vào một câu, đội nào giành được quyền trả lời trước sẽ được tính điểm ngôi sao hy vọng nếu thắng. Đội nào không giành được quyền trả lời tương đương với việc mất ngôi sao hy vọng. Để câu sao đi, nó công uổng. Các bạn đã rõ chưa? Rõ. Rõ rồi. Câu hỏi tiếp theo. Ông đồ đang viết chữ gì? Trời ơi. Đề bài. Ba miếng xoài. Anh chưa? Mời đội bánh chưng. Chữ tâm. Chốt đáp án. Chốt chữ tâm. Đáp án chính xác. Em giỏi quá vậy. Em giỏi quá vậy. Đúng là em ruột luôn á. Đúng là giống nhau luôn á. Có thể là song sinh. Có thể là khác buồng trứng thôi. Cái gì giáp anh ạ? Ở câu hỏi tiếp theo, có đội nào muốn đặt câu sao hy vọng không? Tự tin đặt. Mình đã mất câu sao hy vọng rồi, mình đặt ha. Ngôi sao hy vọng. Đứa nhỏ nắm tay mẹ đang muốn gì? Trời ơi. Đề bài chương trình đặt ra là miếng bánh cầu, hai miếng thơm, một miếng xoài. Anh chưng. Anh chưng. Xin mời đội bánh chưng. Nó muốn hả? Nó muốn ăn kem. Đáp án cuối cùng là mua kem. Đáp mua kem. Chính xác. Trời ơi. Em ơi. Có thể là. Có lẽ là chúng ta thắng rồi đó. Ê, chị Di ơi. Chị ơi. Di Di. Hiện tại của hai đội đang là 6-3 nghiêng về đội bánh chưng. Một
4 câu nữa, còn 4 câu nữa. Câu hỏi tiếp theo. Trong cửa hàng lồng đèn, khách nữ đang định mua vật phẩm gì? Đề bài: miếng thơm thêm miếng thơm nữa. Bánh chưng. Muốn mua pháo hoa, pháo bông. Yeah. Đáp án chính xác. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi. Chết trời, ơi. Trời ơi. Tao mừng, tao muốn mừng cái bạn này luôn. Bà bị bạo á. Cái đội bà bị bạo á. Rung chưa? Không, thấy bình thường. Xạo đi. Bình thường. Xạo. 7-3 nghiêng về đội của Bánh Chưng. Không, nó nhìn nhường thôi, nó nhìn nhường. Ở gian hàng bán đầu lân có bao nhiêu cây quạt? Một mắng cầu, một xài. Bánh Chưng. Bánh Chưng. Bánh Chưng. Bánh Chưng. Bánh Chưng hoài luôn chứ. Em nói đi bé. Ở sạp lân, con nhỏ đang chụp hình hai đầu lân, mà sao hai cái đầu lân là có ba cây quạt? Chốt đơn. Và đáp án cuối cùng là ba cây quạt. Đáp án chưa chính xác. Ủa, đúng mà. Xin mời đội Bánh Tét. 4 cây ạ. Đáp án chính xác. Còn mấy câu nữa vậy? Bắt đầu từ câu hỏi này, mỗi câu hỏi sẽ được tính 2 điểm. Có bao nhiêu loại bánh tét trên gian hàng và cách phân biệt các loại bánh tét? Để chị con ơi. Một cái xoài, một cái bắt cầu. Chúng ta Bánh Chưng. Xin mời đội Bánh Tét. Cái gì cũng phải bình tĩnh thôi, hiểu không? Có hai loại bánh tét. Bánh tét đậu thì màu vàng, còn bánh tét chuối thì màu hồng. Đó chính là đáp án của đội Bánh Tét. Và đáp án cuối cùng, đáp án chính xác. Có bao nhiêu tà áo trong hình? Phải thơm bắt cầu. Bánh Chưng. Có hai tà áo dài, hai con mẹ đứng yên chỗ cái sạp, gần cái sạp kem. Đáp án chưa chính xác. Bánh tét. Mình nghĩ là ba, tại các ông thầy đồ cũng mặc áo dài nữa. Vậy là mình chốt đáp án ba. Chính xác. Yeah. Một câu hỏi mang tính suy luận. Trong hình có một chủ thể không có tự trọng, đó là nhân vật nào? Một xoài mắng cầu. Bánh tét. Mời đội Bánh Tét. Chú là con chó nó cạp lên bàn chảy nước giải. Đáp án chính xác. Yeah. 30 chứ phải là tét. Nhân vật nào không chung tầng với các nhân vật còn lại trong tranh? Mắng cầu, xoài mắng cầu. Mắng cầu, xoài mắng cầu. Bánh Chưng. Bánh Chưng, Bánh Chưng, Bánh Chưng, Bánh Chưng, Bánh Chưng. Trả lời nha, con mèo. Đáp án con mèo. Con mèo, con mèo trên nóc nhà màu hồng. Chính xác. Bướm cũng vậy à? Con bướm nó cũng bay cao hơn mèo. Cảm ơn cưng. Con bướm nó cũng bướm bà rồi. Con mèo là con mèo ông nội. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này sẽ không có phần thi ăn, mà hai đội sẽ nghe hiệu lệnh sau chữ hết. Dành quyền trả lời. Trong hình có 6 chiếc lon lá. Kể tên vị trí của cả 6. Bánh Chưng. Mời đội Bánh Chưng. Cho bà bán kem một cái. Bên bao lì xì, đứng mua bao lì xì một cái. Hai cái bà mặc áo dài một hai cái nữa là 4 cái. Cái bà đứng chụp hình nữa ngay chỗ cái đầu lân một cái là 5 cái. Cái bà bán bánh tét một cái nữa là 6 cái. Đáp án chưa chính xác. Mời quyền trả lời đến từ đội Bánh Tét. Hai cái bà mặc áo dài, cái bà bán bánh tét, cái bà chụp hình, cái bà mua bao lì xì. Cái lời con nhỏ mặc áo dài màu hồng, con bé nhỏ nó đội cái nón lá. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Bánh Tét. Đáp án đó không đúng. Đáp án của chương trình là hai cô gái áo dài, hai mẹ con bưng gánh, hai cô bán bánh tét và cô bán bông, tổng cộng là có 6 nón. Cũng thường, tại vì mình cũng hay mà mọi người. Ban tổ chức là cha là mẹ bảo à, bằng à, đúng không? Thắng là thắng rồi, còn phụt hay không phụt là thì thôi. Chứ cũng có làm được nha, hết chưa? Ok. Cái gì? Bông Tím nói gì? Không có phục, không có phục luôn, không phục. Chúc mừng hai đội chơi đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Mời hai đội nhận manh mối của mình. Ghê thiệt chứ. Tôi đồng hoàng kiếm phụ mà. Không sao đâu mà. Tôi đồng hoàng. Đứng sao? Tại bà này bà không đứng kề mình. Đúng, đúng chính xác. Đi này, đi này. Người ngân nga trên. Ban tổ chức sẽ đưa ra chủ đề là chuyện cổ tích. Mỗi đội sẽ có 10 tờ giấy và mình sẽ ghi ra 10 từ
giới hạn là 4 ký tự. Ví dụ như là ngày mai ăn bánh thì dưới 4 chữ. Rồi, và mình sẽ ghi ra 10 từ khác nhau để làm một bộ đề cho vợ bên kia đoán. Rồi, mọi người đã rõ luật chơi chưa? Rồi, okay. Có 3 phút để làm đề. 3, 2, 1, go! Trong tất cả những cái chuyện á, sẽ có nhân vật phản diện. Phù thủy. Không. Ác quỷ. Người đẹp là cái gì? Người đẹp là cái gì? Người đẹp và... ác quỷ. Người đẹp là cái gì? Người đẹp và quái vật. Ra. 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 Dưỡng cái gì? Dưỡng cái gì? Dưỡng đi. Không. Dưỡng đi. Dưỡng làm sao đó? Dưỡng trắng. Yeah, yeah, yeah. Ok, ok rồi. Mùa đông. Mùa đông cái gì cuốn? Tuyết. Rồi, cái gì? Da trắng như tuyết. Rồi, rồi. Cậu bé chăn cừu. Yeah, yeah, yeah. Ơ. Dù tao lắm. Mấy từ, mấy từ? Chuyện nhân gian nha. Rớt, rớt xuống, cái xong rồi. Ủa? Ủa con hả? Chuyện ba chiếc kiều. Chuyện hai chiếc kiều. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Cũng là quái vật luôn. Nhưng mà chuyện Việt Nam. Quái vật Việt Nam. Cái con mà cái thằng gì mà thạch xanh đi chứ. Chẳng thích, chẳng thích. Yeah, yeah. Ăn, ăn khế trả vàng. Mà không, không phải cái đó. Không phải con người, không phải con chim. Là cái gì? Khế. Thiếu một chữ. Trái khế. Yeah. Một điều ước. À, quen với em. Yeah. Ôi. Bóng bóng bàn bàn. Cái chữ, cái con cá bóng. Bỏ một chữ đi. Cá bóng. Yeah. Đây nè, cái này. Mà cái này nè. Hả? Cái này mà màu này nè. Màu đó đó. Cô bé mà khăn đỏ. Bỏ đi. Khăn đỏ, khăn đỏ. Khăn đỏ. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Cái này nè. Cái viên. Ôi ôi. Giỏi vậy. Giỏi vậy. Mấy chữ? Một chữ. Em, cái này là làm gì? Anh phải... Cái gì vậy bà nội? Cái chùa. Cầu trời khấn Phật. Ê, không phải. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Phải không? Có đúng đâu. Mấy chữ? Hai chữ, hai chữ. Anh bị dơ mặt á. Lắm lèm. Chữ sao đúng, chữ trước, chữ trước. Lọ lèm. Đúng kìa. Thấy không, dễ mà. Bạn bị kinh rồi. Lặn lội. Không phải. Cái giếng hả? Không phải cái giếng. Không phải cái giếng. Mày cũng biết cái giếng nữa. Đây đây đây. Táo độc, táo độc. Đúng rồi, đúng rồi. Ba chữ. Đỏ hả? Cái gì đỏ? Ừ. Táo đỏ. Thiếu, thiếu một chữ nữa. Chữ quả táo đỏ. Công chúa ngủ gần. Anh đang ngủ. Anh đang ngủ đi. Thức, thức. Từ sau sai, từ đâu đúng. Thức, tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, à, nàng gì, nàng gì, nàng gì ở dưới biển. Cá vàng bơi trong bể đi. Ba từ, con cá có cái gì, con cá có cái gì. Nàng tiên cá. Vi phạm. Cá bóng. Cái gì, bốn từ. Cá bóng mũ. Thầy hát đi. Bóng bóng bề vàng. Ngồi, nghe em nè. Cái bà gì mà đưa táo độc cho Bạch Tuyết. Miêu tả động tác đi trời, đâu có thấy cái gì, đâu nghe được gì. Phù thủy. Cái này không miêu tả. Cái gì? Chỗ này nhiều máu nè. Cái đầu. Không phải. Ngoài cái đầu còn cái gì? Đâu? Không phải. Là gốc con người đó. Cái này nè, cái trong, cái trong.
phía trong ấy. Còn 20 giây. Sao ra? Kéo phía trong đi. Kéo phía trong. Cái gì trời? 9 8 Hết rồi, hết rồi. 7 6 5 4 Hết giờ hả? 3 Hết giờ. Không có thể nào đoán được nữa. Hết giờ. 3 Đội bánh chưng đã xuất sắc. Rất xuất sắc ở phần câu trả lời này với đáp án cuối cùng là 8 trên 10 điểm. Xin chúc mừng đội chiến thắng là đội bánh chưng. Rồi, xin mời hai đội nhận manh mối từ NBC. Người vô minh lại chẳng biết đến tình, ta bỏ mình nhưng phải do ta, đã trễ rồi. Sau khi nhận manh mối từ NBC sau 2 vòng chơi, người chơi sẽ nhận được dụng cụ vẽ từ chương trình. Hai đội sẽ vẽ bìa và tên của câu chuyện của NBC trong vòng 3 phút. Hai đội sẽ thuyết trình về tác phẩm của mình kèm theo những suy luận từ các manh mối đã được cho. Vẽ tranh bắt đầu. Thấy ủi đó cưng. Cái này là con đầu con cá tê tượng. Con mèo á nè. Nhìn nó con cá tê tượng thiệt á. Cái này là có ô con cá luôn mà. Nó vô vẽ chân mà. Phụ nhân vật chính là Larissa hả? Đúng rồi. Chị thông minh, tại vì chị thông minh thì chị với anh nghĩ thông minh. Bà nghĩ đi, thế giới có sợ dừa không? Cái con đá bóng này là bị chằn tinh ăn thịt. Không, bị chằn tinh ăn thịt. Phải nè. Còn 1 phút. Còn 30 giây. Cưng ơi, cái tưởng nó xấu á. Cưng ơi, cưng đừng có hỏi cưng. Cưng NBC mà cưng hỏi quá. Ê, Di quỷ đẹp quá. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Yes. Yes. Vừa xong luôn. Xong rồi. Bây giờ sẽ là phần thuyết trình đến từ hai đội. Xin mời đội bánh chưng thuyết trình. Mới nghe là thấy là hai bên giống nhau là thấy cái này. Đấy có thể là không phân thắng bại luôn. Có thể là trận quà đầu tiên luôn anh ơi. Có thể là trận quà đầu tiên và duy nhất trong mùa này luôn. Thì nói chung á là hồi nãy hai anh em mình lúc mà đọc mới đầu đọc cái hai tờ giấy này, lúc đầu tờ đầu tiên là bị khuyết nhiều chỗ lắm. Thì nói chung là chỉ biết được cái chữ là lila 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 đó. Rồi anh Lila là gì, anh giới thiệu mọi người đi. Lila là một cái tiếng mà kiểu như là âm thanh hát rong ở bên nước ngoài á, những cái là những cái mà du mục, những cái tiếng du mục. Những cái tiếng du mục á. Không anh, lila là một cái từ tượng thanh của trong một cái giai điệu bài hát mà trong những cái người du mục người ta sử dụng. Nó là tượng trưng trong cái loại hoa là tử đinh hương gì đó. Đó. Đây, một bụng. Chúng ta có bản thuyết trình, chúng ta có interview. Đây, một bụng xong nhớ quên lại chuyện của chúng ta nè. Đây, một bụng luôn. Ok chưa? Đó. Và sau khi mà có cái từ mà hồi nãy em thắng đó, cái điều kiện em đó là em thấy được cái chữ cái gì ta? Cũng lại tiếp tục xuất hiện cái lila nữa, rồi đồng cỏ, rồi xong rồi cái gì? Chữ gì? Lòng tin đen đỏ rồi lòng tin đó thì em mới reel một lần nữa là một câu chuyện rất là quen, cũng là không thể nào mà chương trình nghĩ được những câu chuyện mà không mình không biết á, nên mình lại tôi chụp rất là cù. Với lại là nhìn cái con NBC này á thì ban đầu mình nhìn nó mình không có biết được là nó đang mặc cái này, mặc đồ hiện đại mà sao kỳ vậy ta. Nó ủi mình nó ủi mình, nó đâm đầu vô mình hoài đúng không? Đúng rồi rồi thêm một cái nữa là bắt bữa nay mặc đồ nông dân thế giới nữa.
Cái này là áo len nè, cái này là lông thì con cừu. Và cuối cùng là anh em mình chốt nhân vật NPC là con cừu và tên câu chuyện là cậu bé chăn cừu. Rồi, xin mời phần thuyết trình của đội bánh tét. Today, I'm here to talk to you about shipper. Phải không? Shipper là cậu bé chăn cừu, phải không? Cái gì vậy anh? Thôi mình không, Sếp làm cừu, shipper là chăn cừu. Ở mấy người chăn cừu đó, phải không? Thật ra thì là mình với bạn là có 4 năm kinh nghiệm ở đây rồi. Và thường sức biết là những câu chuyện này, những câu chuyện ai cũng biết. Nếu mà không ai biết thì nó không có bao giờ ra hết. Nó chỉ là phải ra cái câu chuyện mà nó ai cũng biết. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là đó, bà này hôm nay đúng bà mới làm đúng cái nhiệm vụ của bà. Đúng rồi, gợi ý được cho người ta đâm cái đầu vô. Nhưng lúc đầu tưởng là con trâu nữa. Được không? Đúng rồi, em cũng tưởng, mình cũng tưởng là con trâu. Tại vì cái ngay từ đầu á. Nhưng mà cho chút thắc mắc ơi, vẽ Đinh Bộ Lĩnh với là con à. Con Linh Dương chỗ vùng gì dê núi Ninh Bình phải không? Anh thân đi anh, làm có ba giá gì? Em nghĩ là ở bên bệnh nước ngoài á, nhiều tóc quá nó nực. Thôi để ba giá cho nó khỏe. Cái này là cái mũ, cái nón bảo hiểm. Ê, vô một cái nón bảo hiểm là sao nữa? Chốt chưa? Chốt chưa? Này là muốn phun khuây gì vậy? Nhưng mà tại sao con này nó lại mặc áo lá vậy? Nó mặc áo yếm giống em nè. Rồi, kết thúc phần thuyết trình của hai đội. Cả hai đội đều có phần thuyết trình hết sức là thuyết phục, cũng như là đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác. Đó là NPC là con cừu và câu chuyện là cậu bé chăn cừu. Chúng ta hòa. Vì đây là chương trình Story Salon, cho nên chúng tôi không muốn có đáp án hòa và muốn phân quyết định thắng bại bằng cách. Trước khi cho tôi nói trước nha. Bên này có interview tốt hơn, bên này là có tìm hiểu, có nói đàng hoàng hơn. Có chắc là interview vậy là tốt chưa? Interview là tốt rồi. Cái này là biết được nội tâm bên trong, còn cái về hoa tay đẻ ra ai cũng đâu có ai cũng đều có hoa tay đâu mọi người. Tại vì nó chưa thuyết trình xong thôi. Tôi có mùi hoa tay. Bên em quyết định thuyết trình nhiều chữ hơn. Chẳng qua tôi không muốn nói thôi. Chính xác là mỗi đội đều có một cái điểm mạnh riêng. Bên đội bánh chưng là thuyết trình rất là tốt, cũng như là đưa ra những cái lý luận rất là chặt chẽ. Tuy nhiên là phần thể hiện về độ thẩm mỹ thì có vẻ như là một điểm cộng. Đây là một chín cộng 10 chứ điểm cộng gì? Một chín cộng 10. Chín này chín cộng 10 này 1000. Không, cái này 4 chín cộng 500 luôn. À 4 chín cộng 500. Vậy luôn. Rồi, cho nên là sẽ quyết định thắng bại bằng một trận chiến. Sùng xì đen. Biết lắm. Vô vàng. Mọi người sẵn sàng chưa? Em cố lên. Có thể là có thể anh em. Rồi, thể hiện quyết tâm nè. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tạ công bằng cố lên. Ôi trời ơi, áp lực quá. 1 2 3. Hòa. Bại. Thì cả thầy hiểu với nhau quá đó. Em làm lại. Tiếp tục. 2 3. Rồi, yeah. Điểm số 1-0 dành cho đội bánh chưng. Hai người chơi tiếp theo. Anh nhường em quay lại đi. Rồi, mọi người nhớ vị trí nha. Ok. Ok. Một. Trung Hoài Bảo. Sao? Cố lên. Mười đẹp. Trung Hoài Bảo. Cố lên. Trung Hoài Bảo. Cố lên. Rồi, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. À! À! Anh đắng hả? Tỷ số cuối cùng là 2-0 dành cho đội bánh chưng. Sao anh lại nhường em? Trời, lần đầu tiên. Con trai đâu nhường gái? 2-0 bạn. Trời ơi. Vậy là thả rồi. Thả rồi. Trời, trên đất mà không nhường gái. Bông tím cuối cùng đã bị tôi lật rỡ rồi các bạn ơi. Chúc mừng đội bánh chưng đã giành chiến thắng chung cuộc cho tập Codicero. Thật ra thì 30 chưa phải là Tết. Phim hay phải chờ hồi kết. Mày gì nắng rồi, nói gì nói đi Keo. Nói gì đi bông đi. Tím. Nói gì đi chị Di. Vừng lại đi Bảo, vừng lại đi Bằng, vừng lại đi hai đứa. Rồi thì nói chung là nãy giờ vui thôi chị ơi, anh chị ha, nói chung là mình vui chơi thôi. Đó, nhiệt tình quá, vui chơi quá. Mà phạt thiệt á, lấy người bị phạt á. Nhưng mà có bị phạt nha, nhưng mà trước khi phạt rồi có thưởng. Nói chung là thua hay thắng gì cũng có thưởng hết trơn. Nói chung là AB sung túc, gửi cho mọi người một cái hộp quà AB sung túc. Nói chung là đem về để trưng Tết hoặc là ăn liền cũng được. Trong đây có hai cái bàn tay gấu chồng. Nó là mấy cái mức Tết đó. Mà mấy cái con đó là như nó đang trong sách đỏ. Tại sao mọi người lại tặng cho tụi em vậy? Sao khui ra vậy trời? Khui ra lòng thần một chùm.
Ok, cho hai khách mời xong cái tắt nắng luôn nè, chuẩn bị tới phạt. Không, cho khách mời mình nói cảm nhận hôm nay chơi vui như thế nào đi đã. Có vui đâu, là thua đâu vui. Nhưng mà em không có vui. Không vui cũng phải nói. Người nào vui nói trước đi. Ngày hôm nay em thua, mà thua cũng không phục á. Tại vì bên này chơi kiểu anh gian các thứ. Ủa? Phải không? Có vàng không? Ta có vàng không? Ê, đừng đặt điều cho người ta nha. Ờ, vậy hả? Không được hả? Không phải, rõ ràng nếu mà người coi lại game 2, mọi người thấy mình chơi rất fair và mình viết những cái chữ rất là dễ. Toàn thể thế giới với bao nhiêu triệu người trên đất nước Việt Nam này xem đi và đánh giá công tâm tụi tôi. Vấn đề là trong cuộc chơi mà đâu ai biết đối thủ như thế nào đâu mà bày đặt phe chứ không phe. Có phải là cái người khi sau khi các người biết xong một cái người nói gì nè: ê, 10 tuổi tôi dễ lắm. Mới đẻ ra cũng làm được nữa. Tại vì vấn đề công bằng thôi rồi. Ờ, ok, giờ tới em chưa ạ? Mọi rồi, người mời chú Hai Bảo. Cảm thấy rất là vui mọi người ơi. Chưa bao giờ em được cảm giác chiến thắng toàn thắng một cách dễ dàng như vậy. 2/3, 2/3 như vậy là khóa một chiến thắng khá là dễ dãi với em. Ủa, khá là dễ, không, khá là dễ dàng với em. Cái này mình chưa thi luôn, mình đã biết là mình thắng rồi. Ồ. Rồi, có thưởng thì có phạt. Có thưởng thì sẽ có phạt nha mọi người ơi. Nên bây giờ mời MBC. Tao bây giờ ra gỡ cái máy lạnh ở ngoài đi. Bây giờ em ra gỡ cái máy lạnh ở ngoài xuống. Em bây giờ ra ngoài xuống được. Đơn giản. Ở đây sẽ có hai hình phạt. Đội thua mỗi người sẽ bóc một bóng và nhận hình phạt theo số thứ tự. Ủa, khoan nha, đội này tới 3 người lận. Phải bóc thêm một cái nữa. Nửa bé trong bụng. Nửa đó. Số 3 là quay một video nhào lộn. Lộn mèo hoài luôn á. Anh bóc cái gì kỳ cục kì? Anh bóc cái gì kỳ cục đó? Cái đó là dễ nhất rồi đó. Vậy hả? Mình thắng anh ơi. Hôm nay anh phải gọi điện cho người này người kia, anh tỏ tình rồi đó. Cầm giùm được không? Được. Anh vội miệng rồi đó. Cảm ơn mọi người đi. Xong hả, mình lộn mèo sao? Rồi. Và hôm nay cũng đã là năm thứ tư chương trình Story Salo được diễn ra rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho chương trình Người Dựng Chuyện. Và hy vọng mọi người sẽ dành tình cảm tới năm thứ năm, ở tập thứ năm. Và cũng như các mùa sau, và dành tình cảm sau đó là 70, 80, 90 năm. Có mời tụi mình lại nữa không? Có, sao tầm khoảng 50 năm nữa mình sẽ mời lại ha, tầm khoảng mùa thứ 7, mùa thứ 8 gì đó. Nói chung là hôm nay đến đây là vui rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Phải không? Ai thắng vui chứ, mình nói vui. Vui, phải vui đi, hẹn gặp lại đi. Vui lên, mình buồn. 2, 3. Xin chào và hẹn gặp lại. Về đấy, ai vui ở lại, sao? Ê, Hồng Hoàng, mà phải đi. Thua. Mình thua. Là phải gì, phải làm gì? Mình trả đi. Ủa, alo. Đâu có đâu. Alo. Cậu bé chăn cừu.